nữa. Mở phát cho các anh thôi thì chưa có gì đúng không? Huấn luyện là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Làm tốt công tác này sẽ giúp các địa phương chủ động trong việc xây dựng thế trận phòng thủ, huy động lực lượng sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra. Đây là buổi huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ quận 1 huyện Hoài Châu gồm 3 xã Thuần Hưng, Thành Công và Nguyên Dương. Tại buổi huấn luyện, các chiến sĩ dân quân tự vệ được giới thiệu điều lệnh, đội hình đội ngũ và trực tiếp thao tác các tư thế ngắm bắn. Luôn xác định tốt vai trò trách nhiệm cũng như là tham gia huấn luyện chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường cũng như là nội dung huấn luyện, đảm bảo thời gian cũng như là đạt được những cái chất lượng tốt trong công tác huấn luyện, đảm bảo được cái mục đích yêu cầu cũng như là chất lượng để sẵn sàng vận dụng tốt cái địa hình địa vật tham gia tác chiến cùng với bộ đội khi đến được giành giành.
Dân quân tự vệ là một trong ba lực lượng nòng cốt xây dựng thế trận phòng thủ trong thời bình. Khi có chiến tranh xảy ra là lực lượng trực tiếp cầm súng chiến đấu ở địa phương. Vì thế, việc nắm vững kiến thức không chỉ để chủ động mà còn có đủ khả năng trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn đến người dân khác khi có chiến tranh xảy ra. Điểm mới trong công tác huấn luyện năm nay là với các chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất là do Ban Chỉ huy quân sự huyện trực tiếp đảm nhận. Thời gian huấn luyện là 15 ngày. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, uốn nắn từ những động tác đơn giản đến động tác phức tạp và chia nhỏ tập nhiều, hướng dẫn tỉ mỉ, duy trì kỷ luật nghiêm túc trên thao trường để bảo đảm sau mỗi buổi huấn luyện thì người học sẽ tiếp thu được ngay những kiến thức cơ bản ban đầu về kỹ chiến thuật. Cũng như huyện Hoài Châu, thời điểm này các địa phương khác cũng đang tập trung huấn luyện cho lực lượng này. Thời gian huấn luyện từ nay đến hết tháng 7, sau đó sẽ tiếp tục huấn luyện lực lượng khác như dân quân tự vệ năm thứ 2 đến năm thứ 4, lực lượng dự bị động viên. Cách mạng trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhân dân chúng tôi luôn cần cù cho hoạt động anh dũng đấu tranh không kể kỉnh xâm lược. Trải qua 10 bề thang xây dựng chiến đấu của nước này, lực lượng vũ trang huyện luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong không khí vui mừng phấn khởi của đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, 77 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang huyện Khói Châu. Hôm nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Trong đội hình diễu duyệt hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Đi đầu đoàn quân diễu hành là tổ quân kỳ với lá cờ mang dòng chữ quyết chiến quyết thắng, được Đảng, Bác Hồ kính yêu trao tặng cho quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, dẫn dắt lực lượng vũ trang nhân dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Tiếp theo, chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón khối cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện. Đây là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ở địa phương. Những năm qua, các đồng chí là những người trực tiếp tham mưu với Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện lãnh đạo chỉ đạo công tác huấn luyện trong lực lượng dân quân tự vệ của huyện. Ban Chỉ huy quân sự huyện nhiều năm liền đạt đơn vị quyết thắng. Năm 2023, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua quyết thắng. Xin chúc mừng các đồng chí. Kính thưa các đồng chí, đang tiến vào đây đài là khối cán bộ chiến sĩ dân quân cơ động. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng với sự quan tâm của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, lực lượng dân quân cơ động luôn phát huy đã được nòng cốt trong thực nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa các đồng chí, tiếp theo là khối cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ đến từ xã Bình Minh. Đây là một trong những đơn vị có thành tích tiêu biểu, đi đầu trong các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, trong đó công tác huấn luyện sẵn sàng cơ động thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Trong nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ xã luôn đoàn kết, xung kích, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kính thưa quý vị và các đồng chí, đang tiến vào đại đài là khối cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ xã Đông Tảo. Trong những năm qua, mặc dù đơn vị còn gặp nhiều khó khăn về thao